Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi trưa Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới đã tăng nhẹ và duy trì ở quanh ngưỡng 1853 đô la Mỹ một ao Nhờ sự suy yếu của đồng đô la và lợi suất kho bạc Mỹ Ở tại thị trường trong nước Theo ghi nhận phiên hôm nay Giá vàng được các cửa hàng kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán theo biến động của thị trường vàng thế giới với mức tăng từ 100 cho đến 200.000 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn STC niêm yết ở chiều mua 68.400.000 đồng một lượng, chiều bán 69.400.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNJ cũng có mức tăng tương tự, 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 68.300.000 đồng một lượng, chiều bán 69.300.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán cũng đứng ở mức là 1 triệu đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.400.000 đồng một lượng, chiều bán 69.300.000 đồng một lượng biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 900.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1853,8 đô la Mỹ một ao. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 3,7 đô la với tỷ lệ 0,3%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1847 đô la Mỹ và cao nhất 1856 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 29.000 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 0,48%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 101,459 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,749% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 114,217 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng tại Phú Quý SJC tăng 180.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.430.000 đồng một lượng, chiều bán 69.300.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 230.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 260.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 68.500.000 đồng một lượng, chiều bán 69.350.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SCC tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.950.000 đồng một lượng, chiều bán 69.400.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 200.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.300.000 đồng một lượng, chiều bán 69.400.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chính những nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68 triệu 370 nghìn đồng một lượng đến 68 triệu 420 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng đến 69 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nét trang SGC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.150.000 đồng một lượng Chiều bán từ 55.150.000 cho đến 55.250.000 đồng một lượng Vàng nít trang bố số 9 cũng có mức tăng tương tự 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 53.950.000 đồng một lượng Chiều bán 54 triệu 750 000 đồng một lượng Vàng đi trang 24k tăng 50 000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 52 triệu 908 000 đồng một lượng Chiều bán 54 triệu 208 000 đồng một lượng Vàng đi trang 18k tăng 38 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 39 triệu 217 000 đồng một lượng Chiều bán 41 triệu 217 000 đồng một lượng Vàng đích trang 14K tăng 29.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30.072.000 đồng một lượng và 32.072.000 đồng một lượng. Vàng đích trang loại 10K tăng 21.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 20.983.000 đồng một lượng, chiều bán 22.983.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới hiện vẫn đang trong xu hướng tăng và giao dịch ở trên ngưỡng 1850 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá úđ ngân hàng hiện đang có mức 52 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 17.300.000 triệu, triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay không có nhiều thay đổi nhiều so với ngày trước đó. Với giá vàng kỳ hạn tháng 6 đã tăng 2,5 đô la Mỹ lên mức 1854,1 đô la. Vàng giao ngay hiện đang giao dịch tại mức 1853,2 đô la Mỹ một ao, tăng khoảng 3 đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng đã rằng co tăng giảm do tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Trong khi giá dầu thô tăng cao và đang ở quanh mức 114 đô la Mỹ một thùng và đồng đô la Mỹ suy yếu đã hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý lợi suất trái phiếu tăng và sự ổn định của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần này sau khi đã chạm mức thấp nhất trong vòng 12 tháng vào tuần trước lại là các yếu tố bất lợi cho giá vàng. Kim loại quý cũng không có phản ứng đáng kể sau khi dữ liệu GDP trong quý đầu tiên của Mỹ được công bố. Cụ thể, theo Bộ lao động Mỹ, GDP quý 1 của Mỹ đã giảm 1,5%, giảm mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường là giảm 1,3%. Báo cáo của bộ này cũng cho thấy áp lực lạm phát vẫn tăng cao và đe dọa sức chi tiêu của người tiêu dùng. Với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi đã tăng 5,1%, giảm nhẹ so với mức ước tính ban đầu là 5,2%. Lạm phát chính trong quý đầu tiên đã tăng 8,1%, tăng nhẹ so với mức dự báo là 8%. Ở ngày trước đó, biên bản cuộc họp tháng 5 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Cục Chỉ trữ Liên bang Mỹ Fed đã được công bố. Trong đó, Ngân hàng Trung ương đã nhắc lại lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình. Theo biên bản, cơ quan này nhận thấy nguy cơ lạm phát tăng cao và mối đe dọa ngày càng tăng của nó đối với nền kinh tế. Các thành viên cũng nhất trí cho rằng việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào các cuộc họp tiếp theo là phù hợp. Hiện tại, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Thị trường đang định giá 3 lần tăng 50 điểm cơ bản tiếp theo. Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết, triển vọng kinh tế vẫn không chắc chắn với rủi ro ngày càng nhiều hơn do bất ổn địa chính trị và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan này cũng tỏ ra lạc quan khi cho rằng việc thắt chặt sẽ không có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế. Về dự báo giá vàng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép vừa qua đã tái khẳng định cam kết ổn định giá tiêu dùng khi lạm phát làm sói mòn tài sản cá nhân và đe dọa nền kinh tế. Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư Aselmec của Inverment cho rằng triển vọng kinh tế có thể sẽ trở nên mờ mịt hơn khi ngân hàng trung ương Mỹ phải đối mặt với khó khăn trong chống lạm phát. Mặc dù giá vàng đã giảm xuống dưới 2.000 đô la Mỹ một ao và phải vật lộn để thu hút động lực tăng giá mới, Aselmec cho rằng kim loại quý này vẫn là một công cụ đầu tư quan trọng. Ông cho rằng kim loại quý vẫn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh như một tài sản phòng ngừa rủi ro và chống lại lạm phát trong thời gian tới. Do đó, giá vàng sẽ còn duy trì ở mức giá này trong một thời gian nữa. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Pháp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Nếu như yêu kim lạm quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo